Có bia chưa, có bia chưa, có bia chưa, có mồi chưa, có mồi chưa. Trời ơi, cua thuộc bia sao khó khăn quá vậy. Có bia chưa, có bia chưa, có bia chưa, có mồi chưa, có mồi chưa, có mồi chưa. Lên lên các bạn ơi, đi làm về là phải lên 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 ba ơi, lên ba ơi, bia đi, bia 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 đi. Trời ơi, hai con cá chiên giò thơm quá, thơm quá, mắm me đồ để sẵn thơm quá. Ok các bạn ơi, bữa hôm nay mình sẽ nhậu thôi, nhậu ba ơi, nhậu ba ơi. Bữa hôm nay ở cái chỗ bán rượu Total Wine nó gửi tặng cho mình hai cái ly các bạn. Ngày mai mình sẽ đi lấy hai cái ly này về nha. Xong rồi mình sẽ nhậu. À, hai cái ly này miễn phí, không cần tốn tiền mua. Vô vô lại là SO nữa các bạn. Nhậu bình thường là ngồi đi, ngồi luôn, ngồi luôn, ngồi luôn. Ôi thơm quá các bạn ơi, thơm quá, thơm quá, thơm quá. Mình thì mình uống bia đi các bạn, bia Budweiser đi các bạn ơi. Trời. À, vô đi bà. Không bà đúng coi sao? không. Đúng rồi, phải vô. Đó. Đó, nói như nó muốn nó ăn này để ba từ từ chỉ dạ. Vậy vậy, ăn. Cầm khai coi cho vui ra. Nóng hổi luôn các bạn ơi. Đi. Dễ ba cái đầu rồi. Khói ăn đi. Đầu đầu cái dậu nha. Tập đây con gối đi, ba cái đầu à. Rồi, rồi. Đây. Rồi, đợi cho ba, rồi. À, lên đi mẹ. À. Xì lên đi, lên miếng luôn. Nó nhảy ngồi á, chơi con thôi. Đi lấy hai cái ly về xài. Đi gì? Cho miễn phí, không có tiền. Vô. Cạn ly. Khẳng định làm được không? Được. Trời ơi, các bạn ơi, nhìn thấy con cá nè. Hết sảy con vẫy luôn. Cá này các bạn, dí cá, dí cá, ăn đây đi, lo ba, cắm luôn, nói rồi ăn đi, từ từ ăn, cái bà dí giải giải toàn thôi, ngon quá các bạn ơi, cá chiên, có miếng cá là hết sảy. Mắm men. Tôi đang ham bún rồi kìa. Cho nhận đây nó cũng bánh tráng. Hả? Mấy ông muốn cho nhận nó cũng. Quá. Đem. Mời tới, mời tới, mời tới. Béo quá. Để nó ăn đi, tôi đâu có ăn cá. Ông biết rồi, ăn uống rồi. Con đâu nó con đó. Cũng là nhiều mà. Tôi đang ham muốn chứ thầy. Không có, nó nói chuyện nó muốn dùng nhiều đúng không? Em đi. Xíu quách cho bà. Ha ha. Ừ. Không biết được. Rồi, qua đi. Con nè. Qua. Trời.
đang ăn bún nhàng lấy lại rồi gõ thì để cho nó không cái căn này nói hạnh phúc nó mềm nhìn tao nè nhìn ghê nhìn thương nhìn yêu đó nhìn thương nhìn yêu bà nội đó nó có cái đồng một tiền này nè hai bên nè chị thấy nó quá. Nó cười có hai con này. Ừ. Giờ. Mẹ ăn trước đi mẹ. Ngủ hết mẹ. Không để ngủ chú hả? Lúc có bầu nó mẹ con với chị dâu cũng kêu ăn nha, đủ cho cái đồng tiền đó. Con ăn có ăn trái mà. Có kìa. Lời đồng đó biết phải không ăn như có cái thiệt kìa. Ăn con trái gửi mà. Ừ, biết không? Ăn đi con. Mẹ ăn bún cái bún kia xong để đây cho ba mày với mày ăn à, đang bún không? Không không bún lên rồi mà có lấy bún chán nè đang bún chán không? Đang bún chán, lấy chán cho mày không nè, ăn chứ anh nhớ đây mặn, tôi kêu em nhiều thôi à, nè, ăn cuối cho mẹ nè, qua đây thôi thôi, ừ, ăn đi nên bạn làm sao? Thôi tao ăn cái kia rồi. Ăn miếng cát vui. Cùng cuốn bạn cuốn bánh chén nha. Ngon. Gần giả, cắn để à. Thôi ăn này đi, ăn xương này, nhậu xương vô. Còn ăn được từ từ, không có chịu hơi mệt á. Ăn mà. Thích từ trễ mà hả? Vô lấy gai. Nó nhìn nó được hai chỗ. Rồi được rồi. Nhìn nhà quá ngon, quá ngon. Nhìn nó nổi hả? Hả? Nhìn ăn hả? Hả? Nhìn ăn hả? Không muốn xin đâu mà, em muốn đi. Ăn củ quý đi. Mà nhậu đi rồi. Chém hò gì đó cũng biết làm sao không? Vũ ở đây giờ vỗ trái nhẹ nhẹ, đúng không? Cái gì? Nếu nó bị sạc kho đó, Vũ cực quá. Vũ vỗ trái nhẹ 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 nhẹ. Nè, để đây cho vợ mà em tao cho nó gói nó được rồi. Đây nè, bánh tráng. Để đi, để đi. Để đi, để đi. Nghe online mình gói bánh tét cho anh nhân quay clip nè. Thời gian không? Lo cho bánh tét. Thì chủ nhật á, trưa chủ nhật, sáng chủ nhật gói. Nấu, trọng về nấu nhanh mà. Tết hả? Giờ mình xào nhanh mà, không mẹ mình xào mà nấu nhanh mà. Nấu nọ chút á. Mà mình xào nếp chín là mình gói nhanh á. Nấu chín, ôi mình xào nếp chín, trời con nói cũng. Xào nếp chín rồi mình nấu nó nhanh. Con đang làm con nói vậy. Nạn nói hả? Không ai cho ăn hả? Mới bú xong rồi ngồi yên đây cho mọi người ăn. Cầm nè, cầm nè. Thôi ăn đi. Cầm đẩy. Từ tao cá, tao ăn này không hết à. Thì ăn miếng đi, cho đi chú. Ăn miếng đi. Con ăn nãy không? Để con lấy cho mẹ. Thôi đừng nói. Cầm đẩy, đẩy. Cá không ăn. Lớn thì ăn cái nội ha. Cả nhà ăn tao. Ăn cơm, ăn cơm. Ba bộ mắm mê chồng ăn. Chị bóc luôn hả? Bóc luôn đi. Lấy khăn à? Giang miền Tây là. Cái tay cho. Rửa nó. Hả? Khăn là sữa cho nó. Nó gặn nó chị đào nước miếng sữa nè. Mì. Nó đừng có gặn. Vậy nó đừng có gặn. Nè. Tâm đi. Thank you. Đừng có gặn. Mì. Bây giờ mình nhậu cái này tối về là phải nhậu lay dry đi. Chị đừng có gặn, nó chịu được rồi, thường thôi. Chấm mắm miếng. Thôi mà ăn chấm. Là bỏ nó đi nha. Thôi con ăn đi. Mẹ đi. Rồi cho bà mẹ. Nói nhiều quá cái mệt ăn vô. Hai bóp năm nữa là con làm nhậu cho anh rồi đó. Tớ hết sức nhậu. Cái phụ lý luôn. Chẳng ơi. Kêu chú Út kiếm đứa em cho chơi chung với nó đi. Nhiều chuyện đó. Chuyện lắm mà. Con nhân liền. Bây giờ hiện đâu giờ.
8 tuổi làm YouTube thôi. Ừ. Nghĩa là 8 tuổi làm YouTube rồi. Chị cũng xin là. Nó còn rồi, nó gửi nói với Khoan ơi. Sao gì chưa ăn cá nè, không có cơm hả? Có cơm với canh sen nó cho hết á. Ăn một chút rồi ta. Ăn đi con. Đói ăn rồi kìa. Ăn từ từ thôi. Từ từ thôi. Gái. Ăn đi. Ăn có không? Có không? Có không? Cả ơi. Giả gì giả thôi. Ừ. Ừ. Con nghe nói chuyện có nói gì vậy? Dạ đâm nữa nhậu với nội ha. Ừ, em nói nhậu với nội ha. Ừ. Ừ. Là lúc đó chín bây giờ đi gần bốn chắc tới sáng luôn ha. Ừ, ừ nói chuyện đúng lắm nó cười rồi, chúng nó cười rồi. Ừ. Nhá gì mà gọn cũng giòn. Chưa có tẩm. Cái gì? Cái gì? Ừ. Ừ. Ừ, đã biết. Ừ. Ăn đi, ăn đi. Mẹ ăn ăn. Nhiều lắm. Từ từ á. Còn cái đống này nè. Nhiều quá, lộn dính xương. Tắt xương. Ừ, để xương nè. Để nhiều quá, dính xương. Nè, mày bấy bấy chứ. Bấy, bấy chứ nè. Bỏ xương đi đâu. Bỏ lọc ăn đi. Rồi dạ. Bà. Nướng thì lâu lắm á. Ừ. Thôi cầm 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 đi cầm đi cầm đi cầm đi đỏ nhiều nè. Ăn miếng đi nè 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 ăn miếng đi. Thôi tao ăn này cũng hết mày lo lắng. Ừ. Rồi bún. Ừ. Dạ. Có cái chút. À như là quá trời. Quá trời á. Ừ. Nói con xuống 300 bánh chứ hả? Lấy bìa. À lấy bìa có đóng cửa lại không? Không. Vô. Ừ. Mời cả nhà đi. Để mình cái nhà đi. Ăn hết cái tô muốn vô này cái đó. Ừ. Mình không. Mình có sức. Khi nào có con gái làm bình rượu đào ha. Khi nào nó có chồng mà lấy ra cho nhậu với tôi ha. Ừ. Rượu nhi hồng. Nướng nhi hồng. Nướng nhi hồng. Chiếc bánh này không bánh ăn không? Ăn cá ăn cục xương đi cầm cục xương ăn thật ăn cá ăn chết bay mày đây để bỏ mặt em vét nổi sạch rồi còn gì nữa hả hết đi ngon mà ăn vô nó bán mùi cá của bà không ăn ăn bỏ miếng bún luôn ăn nữa đi không sợ nữa ngon ngon mà chưa có sao kìa không ngon bỏ miếng ăn còn không ngon. Chưa nổi. Nổi. Ừ, anh hát không anh đi đói cho nào. Ừ. Ngoài gói rồi hả? Ngoài gói rồi còn kêu hả? Ghét không?
ghét không? Gì sao? Đi ghét không? Nói chuyện hả chứ? Đi ghét không? Nó ba sao mà dọn với con mà. Chết ơi, chết ơi, chết ơi, chết ơi. Con muốn bệnh rồi, giật mấy gói. Con gói đi ba giờ đủ rồi đó. Con nhiều quá. Tiền gói hết á. Dù như là không có bỏ nữa. Tiền. Gói đi giận ăn. Nó gói ăn thêm. Ba bao nhiêu đủ rồi đó. Ba bao nhiêu đủ rồi đó. Ừ. Thấy không? Con không? Ăn không? Tiếp tục cuộc hành trình đi các bạn ơi. À, đi nè. Dạo này nào nửa nửa đêm mà nó có thức dậy cái nó không khóc nữa, nó chỉ nằm nó chơi nè. Nào mình giật mình thức dậy thì mình cho nó bú thay tạ nó hết khóc e như trước. Trước khóc vậy đấu cho la. Á cái cái. Mình trời mưa chắc trời mưa nó có mưa rồi. Nó không biết bọt lại à, nó có mưa rồi. Giòn, cái gì đó giòn. Nãy thấy bà nó làm heo quay dễ nữa chồng. Con làm rồi mà. Đâu có. Bà luộc á. Rồi xong cái bà để nguyên cục nó chiên xong cái bà thắng nước sát xíu rồi bà quá là nó giòn ghê vậy. Không cần nước sát xíu. Luộc xong rồi mẹ lấy cây mày đâm cái ra nó xong mày chép muối rồi chanh lên giấm. Như lại miếng rồi. Rồi mai có lộ lên. Trời ơi, nướng ra cái mùi y chang heo quay. Rồi, rồi, đi nữa đi. Mẹ bữa không có ba rồi, bắt con nó lóc da rồi, bắt con được. Bún gì? Tao ra xong xong rồi. Mẹ bữa nào mua heo quay, ba gọi ở trong chợ kia. Làm heo quay. Cái gì? Cái người nó trà chanh, cái người nó trà bọt soda, soda Bắc Kinh. Còn cái da thì nó luộc xong cái nó đem nó xiêm. Có lỗ, chiên. Ờ, sướng. Để ăn đi con. Còn không? À, có hổ. Còn cái lần nào mình làm theo quay á nhớ. Nhiều lắm. Bên đây còn. Nhiều lắm, nhiều lắm. Năm gì rồi chứ? Ừ. Lúc mình mới mua cái lò nướng mới luôn. Hay là cũ rồi. Lực lắm. À, di ké các bạn. Di ké rồi. Ăn không? Ăn không? Quên, cậu đâu đó. Chiếc mà. Dạ. Không.
nó dọn tôi ăn. Anh thích tự nhiên nha, tự nói chuyện với nó. Tiếp tục gầm nha. Chú tẩy đường xanh đấy nha. Gọi chú đi, gọi chú. Gọi chú. Được. Gọi đi. Gọi bún chú. Đôi bề nó hư lắm. Ở dưới còn rau mà. Còn nhiều lắm. Cái gì? Có xương chú đây. Bởi rồi. Nè rau nè. Giờ tính làm gì? Làm